10 quan niệm sai lầm về trứng gà. Trứng gà là một món ăn bổ dưỡng quen thuộc với tất cả mọi người, tuy nhiên không phải ai cũng thật sự am hiểu về nó. Đây là những quan niệm sai lầm về trứng gà mà không phải ai cũng để ý để thay đổi. 1. Trứng gà vỏ đỏ tốt hơn trứng gà vỏ trắng. Trước kia mọi người thường quan niệm trứng gà vỏ đỏ có nhiều dinh dưỡng hơn, vì thế mà giá thành của trứng gà vỏ đỏ cũng đắt hơn. Tuy nhiên theo thử nghiệm cho thấy, màu sắc của vỏ trứng là do giống gà quyết định, không liên quan đến giá trị dinh dưỡng. 2. Trứng gà ta nhiều dinh dưỡng nhất. Trứng gà ta có thể ăn sẽ ngon hơn một chút, nhưng qua kiểm nghiệm thấy rằng các thành phần dinh dưỡng có trong trứng gà ta hoàn toàn không cao hơn so với trứng gà thông thường khác. Ngoài ra, nếu như điều kiện môi trường sống của gà ta không được kiểm soát tốt, trứng gà ta còn dễ bị nhiễm bẩn hơn. 3. Trứng gà so tốt hơn trứng gà thông thường Thông thường, gà được nuôi trong khoảng thời gian từ 130 đến 160 ngày sẽ bắt đầu đẻ loạt trứng đầu tiên. Trứng này được gọi là trứng gà so. Không có nghiên cứu nào chỉ ra rằng hàm lượng dinh dưỡng của trứng gà so nhiều hơn so với trứng gà thông thường. Trên thực tế, trứng gà so tương đối nhỏ, mỗi quả nặng chừng 40g, với trọng lượng nhỏ như vậy ở nhiều nước, loại trứng này không được phép bán. 4. Lòng đỏ càng vàng thì dinh dưỡng càng nhiều. Lòng đỏ của trứng gà do nhiều sắc tố quyết định, một số sắc tố này cũng có giá trị dinh dưỡng như trong củ cà rốt. Hiện nay với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc làm cho lòng đỏ trứng vàng đậm hết sức đơn giản. Như vậy, trứng gà không những không bổ dưỡng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh khác. 5. Xem trứng lộn như vị thuốc bổ. Trứng lộn là loại trứng mà phôi thai mới nở, được nửa trừng. Rất nhiều người xem đây là vị thuốc bổ. Tuy nhiên, thực tế giá trị dinh dưỡng của loại trứng này không hề cao, lại còn chứa rất nhiều vi khuẩn. 6. Thời gian luộc trứng càng lâu càng tốt. Trứng gà luộc vừa chín là khi cả lòng đỏ và lòng trắng. Trứng vừa đông tụ lại Ăn trứng luộc như vậy có thể đảm bảo cho tiêu hóa và trứng cũng không bị mất đi hàm lượng dinh dưỡng vốn có. 7. Ăn trứng sống sẽ bổ hơn. Ăn trứng sống sẽ làm hạn chế khả năng hấp thụ chất biotin, vitamin B8 có trong trứng, ngoài ra trong trứng sống còn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh không có lợi cho đường tiêu hóa. 8. Sản phụ nên ăn nhiều trứng gà. Mọi người thường quan niệm sản phụ trong thời gian ở cữ nên ăn nhiều trứng gà, tuy nhiên với điều kiện dinh dưỡng phong phú như hiện nay thì quan niệm này không còn thích hợp nữa. Sản phụ nên đảm bảo tính đa dạng trong khẩu phần ăn của mình, hàng ngày ngoài việc ăn từ 1 đến 2 quả trứng ra còn cần ăn thêm các loại thịt, sữa, các loại rau củ quả khác để có thể cân bằng chế độ ăn uống của mình. 9. Trứng gà không nên ăn cùng với sữa đậu nành nhiều người cho rằng trong đậu nành có chứa chất ức chế men sẽ ảnh hưởng tới việc hấp thu và tiêu hóa protein của cơ thể, nhưng khi chế biến thành sữa đậu nành, các trypsin inhibitor này sẽ bị phá hủy bởi nhiệt, vì thế ăn trứng gà kết hợp với uống sữa đậu nành hoàn toàn không có vấn đề gì. 10. Cảm cúm không nên ăn trứng gà khi ốm phát sốt thì năng lượng trong cơ thể tiêu hóa rất lớn sức đề kháng bị giảm sút thường có cảm giác chán ăn cơ thể thiếu chất dinh dưỡng lúc này việc bổ sung trứng gà và khẩu phần ăn đối với cơ thể sẽ có rất nhiều tác dụng tốt tuy nhiên nên chọn các món canh trứng không nên ăn trứng rán thì khó tiêu hóa